Cái niềm vui của tao là giờ là nhiều đó thôi. Trời ơi, mấy cái này không đủ cái nó đi, nó gào hết. Không, người của công chúa thôi. Hôm nay là 7 giờ rồi tôi chuyện tới tôi dặn là đúng 8 giờ tôi vô cổng làm gì là tôi không biết. Sợ chạy đến sớm.